Hello mọi người, đã đến với tập tiếp theo của IELTS with Daddy-o. Để mình kể cho mọi người nghe cái nguyên do nào dẫn tới việc mình quyết định làm cái clip này. Trời đất ơi, hồi nãy ngồi coi như là set up tất cả mọi thứ rất là chỉnh chu, camera nào là chải tóc các thứ, xong rồi quay cho cố vô quay 20 phút xong luôn, quay rất sung về một cái clip từ vựng nào đó. Xong cái lúc mà bấm dừng quay á thì mình nghĩ là nó lưu rồi, xong cái mình bật lên, trời đất quỷ thần ơi, nó không lưu cả cái clip 20 phút của tôi, tức quá mà trời ơi. Vậy là ngày mai tôi phải quay lại cái clip đó. Xong cái tôi nghĩ là đằng nào mình cũng đã sửa soạn rồi thì thôi bây giờ trời ơi phải làm cái gì đó cho nó đỡ phí công chứ. Xong cái nghĩ qua nghĩ lại nghĩ tới nghĩ lui, xong cái ok rồi mình sẽ làm một cái clip đọc sách đêm khuya cùng mọi người và học từ vựng luôn, ok. Và đây là tập thứ 3 của series này, series mình đã bỏ phế rất lâu rồi, so nếu mọi người còn nhớ cái series đó thì good job ha. Và mọi người cũng còn nhớ cuốn sách hồi trước mình đọc á, là cuốn mang tên The Rules of Love by Richard Templer. Và mình cũng đã chú thích rất là nhiều từ vựng khá là hay cho mọi người ha. Rồi thì hôm nay mình sẽ đọc một cái chương tiếp theo mà mình thấy là khá là hữu ích cho mọi người, trong việc là có thể học thêm một số kiến thức về cái mảng dating, cũng như là mình sẽ đọc với tốc độ bình thường để cho mọi người có thể luyện thêm listening hoặc là luyện phát âm theo cũng được. Mọi người có thể dừng clip của mình lại ở từng câu để mọi người có thể phát âm theo. Mình thấy là nó có khá là nhiều cái lợi ích đó. So, let's get started. Alright, hôm nay mình sẽ đọc chương 6 trong cuốn sách này cho mọi người ha. So, rule number 6. Being less than 100% attractive is a great filter. Filter là cái màng lọc, ok? Thì câu này, cái quy luật số 6 có nghĩa là nếu mà mình không có được 100% cuốn hút á, là một cái màng lọc rất là tốt, có nghĩa là đây là cái màng lọc để lọc những cái người mà không thật sự là phù hợp với mình đó. Ok, rồi let's read. If you're not in a relationship at the moment, it's tempting to blame your looks. Maybe you're overweight, going bald, getting bags under your eyes, too short, too tall, or have wonky teeth. Nếu bạn không có trong một mối quan hệ nào đó, in a relationship, ok, hiện tại thì rất là dễ để mà đổ lỗi cho bề ngoài của mình nè. Maybe mình bị thừa cân, overweight, hay là đang go bald, là đang bị hói dần. Và bags là cái bọng mắt đó. Get bags under your eyes là bắt đầu có bọng mắt, hay là quá thấp, hay là quá cao, hay là răng không đều, hay wonky là kiểu nó lệch, nó không có được đều. Okay, let's read the next part. Well, look around you. All over the world, people fatter, balder, crinklier, taller, shorter, or more in need of a trip to the dentist than you are, happily settled in relationships with people who love them. And no, they didn't all start out looking perfect. Okay, nhìn xung quanh đi. Trên toàn thế giới thì đều có những người là mập hơn, hói hơn, hay là crinkly là có nhiều nếp nhăn nè, có nhiều nếp nhăn hơn, cao hơn, lùn hơn, hoặc là họ cần đi gặp nha sĩ hơn bạn nữa đó. Ý là kiểu đang nói bóng gió là răng của họ không được đẹp á ha, họ cần đi gặp nha sĩ hơn bạn nữa kìa, nhưng mà họ vẫn là an nhiên cũng như an phận trong một mối quan hệ mà với những người mà rất là yêu họ, rất là yêu họ. Và không, tức không phải là ai cũng bắt đầu một mối quan hệ với bề ngoài rất là hoàn hảo đâu nha. Ok. I have a very attractive friend who used to be with this man who would nag her every time she started to put on weight. He'd insist she cut down on her eating or to go to the gym. She felt he was only with her for her looks, and so he could show her off. Plenty of superficial men and women out there
choose their partners for their looks and don't really love the person underneath. Yeah. Tôi có một người bạn rất là cuốn hút, cuốn hút theo kiểu là vẻ bề ngoài á, ha. Who used to be with this man, mà đã từng quen một người đàn ông mà lúc nào cũng như là than phiền, nag, than phiền là mỗi lần mà cô ấy bắt đầu tăng cân ấy, nha. To put on weight là tăng cân nè. Anh ấy khăng khăng, he'd insist là cô ấy phải giảm cân. Sorry, giảm cái lượng ăn lại. Cut down on có nghĩa là reduce cái gì đó, ok? On her eating or to go to the gym là đi tập gym. Và cô ấy cảm thấy rằng là anh ấy chỉ ở bên cổ vì cái bề ngoài thôi, ha. Để làm chi? And so he could show her off. So ở đây là để mà đó, so như là so that gì đó. Để anh ấy có thể khoe cô ấy với lại mọi người, show somebody off, ok? Có bạn gái là để khoe thôi, ok? Rất nhiều, plenty of superficial men and women out there. Rất nhiều những người đàn ông và đàn bà rất là nông cạn hay là kiểu thiếu sâu sắc. Mình có một cái tính từ rất hay đó là superficial, nông cạn, không có sâu sắc ha, đang nói về cái tính cách của một người nào đó. Choose their partners for their looks. Ok, chọn bạn đời, có thể hiểu chữ partner ở đây là bạn đời, vì cái bề ngoài chứ không thực sự là yêu con người bên dưới, bên trong á, con người bên trong cái vẻ bề ngoài đó ha. The person underneath. Rồi, tiếp nha mọi người. That's not your problem. Those extra pounds, that bald patch, the teeth, they're deterring all those shallow people who might have wanted you for your looks and then left you when you got older or put on weight. Now you don't have to worry about them. They'll leave you alone. Nhưng mà đó không phải là vấn đề của bạn đâu, đừng có lo ha. Tại vì những cái kilo thừa đó, pounds ở đây là một cái đơn vị đo lường của nước ngoài, nhưng mà mình nhớ là hình như nó chưa được một ký, 1 pound cũng chưa được một ký nữa. Ok, cái bald patch, cái mảng mà bị hói đó, hay là những cái răng đó, nó đang làm nhục chí những người nông cạn ở ngoài kia, mà có thể là họ muốn có bạn vì bề ngoài của bạn, và sẽ và tiếp theo là sẽ rời khỏi bạn khi bạn trở nên già đi, hay là bạn bắt đầu tăng cân nè. Đó, thì mình có chữ shallow, nó cũng hơi giống như chữ superficial hồi nãy. Shallow là nông cạn ha, theo nghĩa bóng là nông cạn luôn. Now you don't have to worry about them. Thì bây giờ bạn không có cần phải lo nghĩ về những người đó nữa, tại vì thật sự họ sẽ rời khỏi bạn trước khi mà hai đứa quá là nghiêm túc, đúng không? They'll leave you alone. Anyone worth having, on the other hand, will love you for yourself and won't mind the physical imperfections. If they even consider them imperfections, would you turn someone perfect down just because they were a bit overweight or wore glasses or had a big nose? Of course, you wouldn't. So why would anyone worthwhile do it to you? Okay? Anyone worth having, bất cứ một người nào mà đáng có được, mà khác sẽ yêu bạn vì chính bạn, ha? Và sẽ không có ngại cái physical imperfections, đó là những cái sự khiếm khuyết về bề ngoài, có thể dịch là như vậy. Đó là nếu mà họ coi đó là những cái khiếm khuyết đó nha, ok? If they even consider them imperfections. Bạn có muốn từ chối ai? Tại vì họ từ chối một người hoàn hảo, tại vì họ hơi thừa cân, hay là họ đeo mắt kính, hay là có một cái mũi hơi to hay không? Yeah. Would you turn someone perfect down? To turn someone down có nghĩa là to reject someone, có nghĩa là từ chối ai đó, từ chối cái tình cảm của ai ha. To turn someone down. Ok, chắc chắn là không rồi. Of course you wouldn't. Cho nên là tại sao một người nào đó xứng đáng để làm chuyện đó với bạn, right? Look, go and get your teeth fixed if you want to. Diet away the extra weight. Have a hair implant. I'm not sure what you're supposed to do about being too tall, though. Although I have a tall friend who tells me she used to walk in the ditch when she met prospective boyfriends who were shorter than she was. My point is that
You can make all the changes you like if it makes you happier, but it will not make you any more likely to find a good partner. If the perfect person is out there somewhere, they'll find you anyway. Ok, có thể là đi và sửa răng, đi chỉnh lại răng hay là diet away là ăn tốt hơn để có thể giảm cân ha. Đó. Have a hair implant là đi cấy tóc nè. Nhưng mà tôi không chắc là bạn có thể làm gì với cái chuyện là mình quá cao. Có nghĩa là maybe không có giải mà để cắt bớt chiều cao á. Yeah. Nhưng tôi có một nhỏ bạn, ok, mà hồi trước á, khi mà quen một anh nào đó thì cô ấy thường là đi ở dưới cái mương. Mỗi lần mà gặp những người đàn ông mà mình đang hẹn hò mà lại lùn hơn mình. Yeah. Có nghĩa là chi để cho hai người không có quá chênh lệch về chiều cao thì cô ấy là tình nguyện đi bộ dưới cái mương, đi kế một người đàn ông thấp hơn mình. Pretty nice, right? My point is, có nghĩa là ý của tôi là you can make all the changes you like. Okay? Make a change, hay là make changes có nghĩa là thay đổi. Nếu mà nó làm bạn vui, nhưng mà nó không có làm bạn có nhiều khả năng để tìm một người bạn đời tốt hơn đâu. Ok? Nó sẽ không có tăng cái xác suất đó lên đâu ha. Nếu mà người hoàn hảo dành cho bạn đang ở ngoài kia thì kiểu gì người ta cũng sẽ tìm được bạn thôi. Ok? Rồi, be confident and know that you are attractive to anyone deep enough to care about the whole of you and not just what you look like on their arm. When that someone finds you, you feel sexy and gorgeous and completely forget about your flaws. Okay? Cho nên là hãy tự tin lên và biết rằng, know that, ha, biết rằng bạn đủ cuốn hút với một người nào nó đủ sâu sắc để có thể quan tâm cả con người bạn, the whole of you, và không chỉ cách mà bạn trông như thế nào khi người đang trong vòng tay của người ta, có người đang nói tới bề ngoài của mình đó. Và khi người đó tìm thấy bạn thì chắc chắn là bạn sẽ cảm thấy mình rất là sexy, mình rất là cuốn hút và xinh, gorgeous. Và chắc chắn là sẽ quên đi những cái khiếm khuyết của mình luôn. Ok? Ở đây có cái chữ flaw là một cái imperfection, một cái khiếm khuyết của một người nào đó. Maybe là bề ngoài hay là tính cách thì cũng có thể gọi là flaw được. Pretty nice. Anyone worth having will love you for yourself. Và đó là xong chapter 6. So I hope you guys, you know, took away something useful from this reading session with me. And hope if you guys really like this kind of content, please leave a comment down below to give me, you know, some motivation to do other chapters, okay, in the future. Alright, nếu mọi người thích clip này thì please cho mình một comment và maybe subscribe to kênh này nếu mà bạn vẫn chưa subscribe nha. Và yeah, mọi người stay safe và hẹn gặp mọi người trong các clip tiếp theo. Bye.